Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sự ra đi của cựu thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Trung Quốc? BBC tiếng Việt ngày 28 tháng 10 có bài bình luận vì sao cái chết của ông Lý Khắc Cường nguy hiểm đối với ông Tập Cận Bình. BBC bình luận việc một nhà lãnh đạo ở Trung Quốc qua đời có thể mở ra những thay đổi lớn như đã xảy ra thời Mao Trạch Đông hoặc có thể dẫn đến biến động chính trị giống như khi sự thương tiếc dành cho ông Hồ Diệu Bang biến thành một cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Vì lý do này mà việc cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường qua đời đã kích hoạt nhiều biện pháp khác nhau để bảo đảm sự duy trì ổn định ở Trung Quốc, ví dụ như trấn áp việc sử dụng VPN. Đảng không muốn để tan một cựu lãnh đạo quyền lực số 2 để gây ra sự chỉ trích rộng rãi hơn đối với chính quyền hiện tại do ông Tập Cận Bình lãnh đạo. BBC cho rằng không chỉ vì ông Lý qua đời đột ngột mà còn vì những gì ông đại diện, một cách thức điều hành khác với tập cận bình, hình ảnh bài trên BBC. Ông Lý là một người theo chủ nghĩa thực dụng sáng suốt và dường như không không quan tâm đến hệ tư tưởng và đây là một lý do tại sao ông là nhân vật cô đơn trong ban thường vụ bộ chính trị Trung Quốc. BBC dẫn một nguồn tin rò rỉ theo đó năm 2007 khi còn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh, ông được cho là đã nói với đại sứ Mỹ rằng số liệu GDP của địa phương là không đáng tin cậy để đánh giá tình hình kinh tế. Việc chỉ trích số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc ngay cả sau những cánh cửa đóng kín với Mỹ, điều mà khiến cho các đối thủ chính trị của ông không hài lòng bbc cho biết cựu thủ tướng lý khắc cường được coi là một trong những nhân vật chính trị thông minh nhất trong thế hệ của mình trong một đảng do các kỹ sư thống trị ông lý là một nhà kinh tế học người nổi tiếng với việc nói đúng sự thật bằng cách thừa nhận một cách trung thực và công khai các vấn đề kinh tế của trung quốc như một cách để tìm ra giải pháp cho các vấn đề này trong đại dịch ông đã nói về những thiệt hại mà chính sách zero covid đặc trưng của ông tập đã gây ra cho nền kinh tế và người dân Trung Quốc. Ông Lý nói thêm rằng có một con đường rõ ràng phía trước, nói rằng sự phát triển là cơ sở và chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề Trung Quốc. Điều đáng chú ý là ông nói sự phát triển chứ không phải là hệ tư tưởng. Hình ảnh thủ tướng Lý Khắc Cường và chủ tịch Tập Cận Bình, hai đối thủ chính trị lớn một thời của Trung Quốc. BBC phân tích dưới chính quyền trước đây của ông Hồ Cẩm Đào, với sự lãnh đạo tập thể, các phe phái khác nhau trong đảng phải được cân bằng, nhưng dưới thời của ông Tập, đó là đường lối của ông Tập Cận Bình hoặc là đường lối sai lầm. Trước khi từ chức vào tháng 3 năm 2023, ông Lý Khắc Cường là nhân vật cấp cao cuối cùng của chính phủ có liên quan đến thời ông Hồ Cẩm Đào và cách làm việc của ông trong giai đoạn này. Sự hiện diện của ông đại diện cho một thời điểm khác ít nhiệt tình về chính trị tập trung cho các hoạt động kinh tế hơn là khẩu hiệu của đảng việc ông qua đời chỉ vài tháng sau khi các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng cấp cao bị cách chức một cách không rõ nguyên nhân chỉ càng làm tăng thêm tính nhạy cảm tiềm tàng của vấn đề bbc nhận định các buổi lễ tưởng niệm chính thức sắp tới sẽ được tiến hành hết sức cẩn thận đề phòng gây ra một chút tiếc thương với cựu thủ tướng có thể là mâu thuẫn với đường lối hiện tại của chính phủ những người theo dõi các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc sẽ thấy những nỗi buồn và cú sốc tràn lan trên mạng khi những người bình thường tưởng nhớ đến ông Lý. Những suy đoán đã được đưa ra về tình hình hiện tại của Trung Quốc nếu ông Lý là người nắm quyền lãnh đạo tối cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. D với bản tin sự ra đi của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Trung Quốc. Việt Nam có thoát được bàn tay của Trung Quốc hay không? Ngày 27 tháng 10, AFA có bài bình luận của Nguyễn Chấn Hiệp với tựa đề Liệu Việt Nam có sao vào bẫy nợ mới của BRI? Tác giả dẫn phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình với chủ đề Hợp tác vành đai và con đường chất lượng cao cùng nhau vì sự phát triển và thịnh vượng chung. Trong đó, coi Trung Quốc là lựa chọn thay thế Mỹ trong vai trò lãnh đạo toàn cầu Phát biểu này của ông Tập tại lễ kỷ niệm 10 năm sáng kiến vành đai và con đường BRI do Trung Quốc tổ chức. Tác giả cho biết trong 10 năm qua, sáng kiến vành đai và con đường chủ yếu tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng. Điều này giúp Trung Quốc nâng cao đáng kể quyền phát ngôn quốc tế, nhưng cũng khiến họ phải đối mặt với xung đột địa chính trị ngày càng tăng. Theo tác giả, công trình được Trung Quốc sử dụng để tuyên truyền cho thành công của BRI chính là tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào dài 1.035 km kết nối cùng Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam Trung Quốc với thủ đô Viên Trăng của Lào. Trung Quốc có kế hoạch kéo dài tuyến đường sắt này đến Thái Lan, Malaysia và Singapore trong thời gian tới. Hình ảnh niềm tự hào biến thành bẫy nợ. Ngoài ra, tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung do Trung Quốc và Indonesia hợp tác xây dựng cũng là một dự án mang tính biểu tượng của BRI. Tuy nhiên, tác giả cho hay, nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới phân tích một số lượng lớn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đứng sau chuỗi sản xuất của các nước được đầu tư, dẫn dắt sự phát triển của các dự án khiến các nước đầu tư không thể tạo ra lợi ích kinh tế lớn hơn từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng không thể mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn, nên nguồn vốn đầu tư lớn của các dự án sẽ trở thành nợ trong ngắn hạn. Vì vậy, phương thức cho vay của Trung Quốc bị các nước phương Tây chỉ trích là bẫy nợ. Chẳng hạn như Sri Lanka đã buộc phải cho Trung Quốc thuê lại cảng Hambantota Tota trong 99 năm. Tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào là một gánh nặng kinh phí lên đến hơn 1,4 tỷ USD, trong khi GDP của nước này chỉ có 20 tỷ USD. Do đó tháng 9 năm 2020, Lào đã phải chuyển giao một phần dự án lưới điện trị giá 600 triệu USD cho Trung Quốc để gán nợ. Tác giả dẫn báo cáo của Tổ chức Uy tín trên Thế giới công bố vào tháng 3 vừa qua cho thấy, trong giai đoạn 2008-2021, Trung Quốc đã tài trợ 240 tỷ USD cho 22 nước đang phát triển. Báo cáo nêu rõ, ngày càng nhiều nước nhận tài trợ của Trung Quốc khó thanh toán các khoản vay đúng hạn. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả dẫn báo chí Việt Nam thời gian gần đây cho biết hai nước đang thúc đẩy kết thúc đàm phán về kế hoạch kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường. Khả năng trong tháng tới Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Việt Nam và chắc chắn khi tập sang sẽ có một số thỏa thuận được ký kết, trong đó có BRI. Có lẽ dự án đường sắt Lào Cai Hải Phòng sẽ do phía Trung Quốc cho vay và trực tiếp thực hiện xây dựng. Tác giả phân tích, để phát triển hạ tầng ở Việt Nam, nếu áp dụng hình thức vay vốn từ các định chế tài chính lớn của Trung Quốc, gánh nặng nợ vay và bài toán nợ công sẽ trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Thực tế, rất nhiều công trình xây dựng hạ tầng mà Trung Quốc thắng thầu và vay vốn với Trung Quốc đã bị đội vốn so với dự toán ban đầu, thậm chí gấp 3 đến 4 lần. Công nghệ của các dự án thường lạc hậu, các khoản vay trong dự án thường đi kèm với điều kiện sử dụng vật tư và nhân công từ Trung Quốc, khiến cho nhân công Việt Nam bị mất việc làm, đồng thời tạo ra các bất ổn xã hội khi người Trung Quốc tập trung quá nhiều ở Việt Nam. Về an ninh đối ngoại, vành đai và con đường gây chia rẽ nội bộ ASEAN, tác động bất lợi cho Việt Nam về việc giải quyết tranh chấp ở biển Đông. Trung Quốc muốn thông qua khuôn khổ hợp tác này để thúc đẩy sự hợp tác kinh tế song phương với từng nước ASEAN và lôi kéo càng ngày càng nhiều nước ASEAN vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Tác giả kết thúc bài bình luận với câu hỏi để ngỏ. Với chuyến thăm lần này của tập sang Việt Nam, liệu Việt Nam có thoát khỏi 7 BRI đang dăng ra hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Việt Nam có thoát được bàn tay của Trung Quốc hay không? quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc Thơ thời báo d